Chính quyền Ukraine nói rằng dân quân ly khai miền đông đã bắn lầm chiếc MH17 tinh từ Kiev. Hôm nay, người lãnh đạo cơ quan an ninh Ukraine nói rằng dân quân ly khai miền đông đã bắn lầm chiếc phi cơ chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines ngày 17 tháng 7, làm 298 người trên chiếc phi cơ đều chết. Ông Valentin Nalivaychenko là giám đốc cơ quan SBU nói với báo chí rằng trong ngày 17 tháng 7, bọn lính đánh thuê và khủng bố muốn bắn rơi chiếc phi cơ chuyến bay AFL-2074 của hãng Aeroflot bay từ Mạc Tư Khoa đến Larnaca. Bọn khủng bố này muốn bắn rơi chiếc AFL-2074 để làm cho Nga phải can thiệp ở miền đông, nhưng chúng đã bắn lầm chiếc phi cơ của hãng Malaysia Airlines. Trong tháng 3, Tổng thống Putin tuyên bố sẽ bảo vệ cho người Nga và nhiều Ukraine nói tiếng Nga ở Ukraine.